tốc độ là tại cái đoạn hóp cao tốc Trung Lương Hồ Chí Minh 70 nha, tới đây là 60 thôi. Trước nữa là giảm nữa là 50 thôi. Đây thì kết thúc Trung Lương Hồ Chí Minh Trung Lương á đó. Đó Hồ Chí Minh Trung Lương chúng ta sẽ vô bắt đầu là khúc Trung Lương Mỹ Hưng đây coi nè đó. Tân Phước Mỹ này nó kè bán là hết rồi. Ủa chưa cho chạy ta.